Chủ nhật thứ bốn mùa chay, ý lễ sinh trong tuần. Một gia đình cầu cho linh hồn Maria Lý Thị Nhài. Một gia đình cầu xin cho các linh hồn. Một gia đình xin một lễ tạ ơn nhân ngày birthday. Một lễ cầu cho linh hồn Maria. Một gia đình cầu xin ơn chữa lành hồn xác. Một gia đình xin lễ cho các linh hồn. Anh chị Ngọc Liên xin lễ cho linh hồn Dominico và Marie. Một gia đình chị Hùng xin cầu cho linh hồn Giuse. Một gia đình cầu cho linh hồn Marta Trần Thị Hiêm. Con xin cha dâng cho con hai lễ, cầu cho linh hồn Maria mới qua đời ở Việt Nam. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô nhân ngày lễ dỗ và cầu cho các linh hồn Giuse nhân ngày dỗ. Cô chú Nghĩa Hạnh cầu cho các linh hồn. Anh chị Im Hương xin lễ cầu cho linh hồn Maria Văn Kim Nhanh. Con xin mời cộng đoàn đứng chuẩn bị đón cha chủ tế bắt đầu thánh lễ. Con xin cảm ơn. Chào toàn thể quý ông bà và anh chị em, và đặc biệt quý ông bà và anh chị em theo dõi chúng con qua trực tuyến. Hôm nay chúng ta có cha Long ngài đến ngài giải tội cho chúng ta, và trong thánh lễ chúc nữa ngài cũng sẽ chia sẻ lời Chúa với chúng ta, và một lần chúng ta xin chào đón ngài. Để bắt đầu thánh lễ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần,
các thanh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giai với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông động để ham hờ đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sông và hiên tri cùng Đức Chúa Cha, hợp nhất với Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Xin quý ông bà và anh chị em ta an tọa. Bài trích sách Sử Biên Niên quyển thứ 2. Khi ấy, tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Jerusalem ra ô uế. Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của người đến cảnh cáo họ, vì người hằng thương xót dân và thánh điện của người. Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời người và chế giễu các ngôn sứ của người, khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân người đến vô phương cứu chữa. Quân Can Đê đốt nhà Thiên Chúa, triệt hạ trường thành Jerusalem, phóng hỏa đốt các lâu đài trong thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị gươm đâm, thì vua bắt đi đày ở Babylon. Họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua cho đến thời vương quốc Ba Tư ngự trị. Thế là ứng nghiệm lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: cho đến khi đất được hưởng bù những năm Sa-bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ cho hết 70 năm tròn. Năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro, vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kiro, vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của người thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ và họ hãy tiến lên. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm.
bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Bọn lính canh đòi ta sức hát xương, lũ cướp này mời gương vui lên. Hát đi, hát thử đi xem, Sion nhạc thanh điệu quen một bài. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Bài ca kinh Chúa Trời, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, thì ta gãy đàn thành tê bại. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Lưỡi xương ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Jerusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì đã bị lên án rồi,
vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả vậy, ai làm việc ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ được thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái microphone này có vẻ tốt đấy. Tôi không cần phải hét, nãy hét quá. Bây giờ chúng ta ôn lại cái bài phúc âm tuần trước chúng ta nói gì nào, có ai còn nhớ không? Hả? Có ai còn nhớ không? Bài phúc âm tuần trước cũng của Thánh Gioan nói về cái gì? Chúa Giêsu ngài vào trong đền thờ, rồi sao nữa? Thấy những có kẻ buôn bán trong đền thờ thì ngài nổi điên. À, ngài nổi giận. Chắc là cái này được rồi anh ạ. Ê, cảm ơn anh. Ngài lật đổ các bàn đổi tiền. Ngài đánh đuổi chấp chế thừng, đánh đuổi những cái người mà buôn bán trong đền thờ. Ngài nổi giận, ngài nói đừng có biến nhà cha ta đây thành cái nơi buôn bán. Đừng biến nhà cha ta thành cái nơi trộm cướp. Cho nên ngài lật nhào tất cả. Nếu mà chỉ dựa vào đoạn Kinh Thánh mà tuần trước chúng ta nghe thì chúng ta nghĩ sao về Chúa Giêsu? Nghĩ sao về Thiên Chúa? Có phải Thiên Chúa ngài sai Con của ngài đến thế gian để mà kết án thế gian hay không? Theo quý ông bà và anh chị em nghĩ sao? Có phải Thiên Chúa sai Con của ngài Đức Giêsu vào đền thờ để mà kết án bay là cái phường tội lỗi, hãy xéo đi, cút đi? Có phải Thiên Chúa vậy không? Có không? Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa như vậy sao? Có vậy không? Sao mà im ru vậy? Không nhá, chắc chắn Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa đến để mà kết án người khác. Vậy thì cái điều nào để nói lên cái điều Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa là đấng thương xót, là đấng thương yêu, ngài chậm bất bình nhưng rất mực khoan dung? Quý ông bà anh chị em thấy coi như còn nhớ cái đoạn phúc âm nào không? Hả? Vừa xong, nghe xong lại quên nữa rồi. Ngay trong cái bài đọc, các bài đọc trong Tin Mừng hôm nay nói lên cho chúng ta điều đó nhá. Chúng ta quay trở ngược trở lại trong cái thời Cựu Ước, ngay cái thời mà ông bà Nguyên Tổ phạm tội. Sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội thì họ bị đánh đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Thì lúc đó Thiên Chúa có bỏ con người không? Thiên Chúa ngài không bỏ con người. Và ngài hứa rằng một người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Và bắt đầu từ đó ơn cứu độ tiến trình. Cho đến một hôm, cái bài phúc âm hôm nay chúng ta nghe trong sách Ký Sự. Sách Ký Sự nói sao? Ngay từ ban đầu, sách Ký Sự trong bài đọc một hôm nay viết: khi ấy tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung, bất nghĩa, học theo những thói ghê tởm của chư dân và làm cho nhà Đức Chúa
được thánh hiến ở Jerusalem ra ô uế. Chúng ta thấy, bởi vì các tư tế, bởi vì dân Chúa bất trung, bất tín, đã thờ lại tà thần, đã bất trung, đã không vâng lệnh Thiên Chúa, cho nên quý ông bảo anh chị em biết, dân Do Thái phải đi đày ở Babylon bao nhiêu năm theo như bài đọc 1, có ai còn nghe để ý không? 70 năm, đấy chị đọc chị nhớ, còn chẳng ai nhớ cả. Tôi mà không soạn bài thì tôi cũng chẳng để ý. À, nhưng mà chị nhớ giỏi thật. À, 70 năm phải lưu đày ở Babylon. Nhưng mà Chúa có để họ lưu đày mãi hay không? Thưa không, Ngài yêu thương. Ngài sai vị vua Cairo đến để mà đưa dân Do Thái trở về lại Jerusalem. Chúng ta thấy Thiên Chúa Ngài rất khoan dung. Mặc dù tội của chúng ta là tội đáng chết, cũng như trong bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, là Thiên Chúa rất giàu mực thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được sống với Đức Kitô. Đó là điều Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô. Và tất cả trong 3 bài đọc, mà nói chung tất cả trong Kinh Thánh luôn, đều tóm lại Thiên Chúa yêu chúng ta. Ngài chậm bất bình và rất mực khoan dung. Thiên Chúa là thương xót. Cho nên hôm nay đi giải tội, tôi mang cái dây stola có cái huy hiệu lòng Chúa thương xót, của cái năm lòng Chúa thương xót, để nhắc nhở tôi một phần. Nếu mà ai có tôi xin tội, tội có nặng bao nhiêu đi nữa, thì tôi trước hết, tôi cũng là người có tội. Tôi chỉ là thừa lệnh Chúa, thay mặt Chúa tha tội cho quý bà anh chị em, chứ chính tôi cũng có tội, cho nên liệu hồn đấy. Đấy, cho nên tôi cũng nhắc nhở tôi vậy nhá, chứ tôi không kết án anh chị em đâu. Ai cũng có, ta có tội hết. Miễn sao là chúng ta trở về. Vậy thì tôi đố quý ông bà và anh chị em một lần nữa. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe tôi đọc quý ông bà và anh chị em đó, có cái đoạn tin mừng nào nói lên cái lòng Chúa thương xót không? Nhớ không? À, thôi bây giờ tôi cho một cái hình thế này. Khi mà quý ông bà và anh chị em, nhất là các anh nào đó thích coi những môn thể thao, hoặc là trong những cái biến cố mà lớn, người ta thường quay phim, camera quay, rồi phát hành cho cả thế giới, chúng ta thường thấy có đoạn kinh thánh nào? Đố ai nhớ? Thường thấy lắm. Mà những người, nhiều khi những người nói chung là tin lành, hay là những người tin Chúa Kitô đó, tin vào tin mừng đó, họ hay phẩy có cái câu đó, cái đoạn kinh thánh đó. Nhớ không? Các anh hay coi phim, hay coi các môn thể thao, chẳng hạn như về gì đó, cái cúp gì vừa rồi đó chẳng hạn. Để ý không? Để ý đoạn nào không? Nhớ không? Nói đại đi, không sao đâu, tôi cũng sai mà. Gioan, chứ có đâu có chữ G này, rồi gì nữa, N này, rồi có số 3, rồi gì nữa, đoạn 3 câu, trời ơi tôi cho cái hình như vậy rồi mà còn anh nữa, đoạn 3 câu 16, không để ý hả? Có ai thấy không? Người ta hay phẩy như cái nó có đoạn. À, Gioan đoạn 3 2.16, không để ý hả? Bây giờ để ý nhá. Bây giờ làm cái homework cho tôi, là bữa nào mà có trận đấu túc cầu hay là football gì đó nhá. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái người mà họ phẩy như vậy đó, họ một hình thức họ quảng cáo lời Chúa một cách rẻ tiền nhất, tức là họ hy vọng rằng những cái người mà camera đó sẽ đưa cái sứ điệp của họ đến toàn thế giới. Gioan đoạn 3 câu 16.
nói lên cái gì nè? Ai còn nhớ câu đó nói gì không? Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để những ai tin vào người thì không phải chết nhưng được sống đời đời đời. Rồi nếu tiếp tục nữa, cái câu 17 là Thiên Chúa không sai con của người để kết án thế gian. Như tôi vừa nói, Thiên Chúa sai con của người đến không phải để luận phạt, để kết án, nhưng là để cứu rỗi. Đấy là Gioan đoạn 3 câu 17. Thế thì tại sao người ta lại dùng cái đoạn 3 chapter chương 3 câu 16 đó để mà làm cái sứ điệp cho mọi người đều thấy? Vì sao vậy, có ai biết không? Có ai nói được không? Tôi thưởng. Vì sao biết không? Nhá, sau này nếu mà cha quản nhiệm có đố quý vị á, nhớ cái này nhá. Bởi vì đơn giản thôi, không có gì hết. Cái câu này nó tóm gọn tất cả những điều trong Kinh Thánh nói, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Nhá, tôi nói lại một lần nữa nhá. Câu Gioan đoạn 3, chapter 3, chương 3, câu 16 và câu 17, nó nói lên được cái đại ý, cái tổng thể của ý chính của Kinh Thánh. Đó, sau này ai đố là cái câu nào điều răn thì dĩ nhiên là mến Chúa yêu người rồi. Đó, trước mến Chúa yêu người, nhưng mà cái câu nào để mà tóm kết hay là summary đó, tức là gì nhỉ, nói sao nhỉ, tức là tóm tắt lại Kinh Thánh nói cái gì? Đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con của Ngài. Đó, quý vị cứ nhẩm nhá, từ đây giờ đến ngày phục sinh nhẩm cho thuộc cái câu này nhá. Đó là cái tóm tắt của cả một cái cuốn sách Tin Mừng dày thế này này nhá. Ê, Thiên Chúa, tôi lặp lại lần nữa, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con của Ngài, để những ai tin vào Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Và chính cái người con này, những ai tin vào đời đó, thì Thiên Chúa đến không phải để mà luận phạt thế gian nhưng mà là để cứu độ thế gian. Rồi chúng ta nghe tiếp đoạn Tin Mừng, nhưng mà có phải lúc nào người ta cũng chấp nhận tin mừng của Chúa hay không? Theo như đoạn Tin Mừng chúng ta tiếp tục nghe, rất là buồn thay, người ta lại yêu bóng tối mà lại ghét sự sáng. Bóng tối đây là cái gì? Hả? Là sự dữ, là tội lỗi, là những cái điều mà chúng ta là chúng ta muốn đi con đường rộng, không muốn đi con đường hẹp, muốn cái gì cũng free hết. Có đúng vậy không? Này, có bao giờ mà quý ông bà và anh chị em, tôi biết chắc là có, là tôi đã từng chia sẻ từ cái kinh nghiệm của mình. Nhiều khi mình mở computer lên, internet lên, rồi không biết làm sao mà nó biết được cái ưa thích của mình. Nó kêu rằng vào cái website này này thì sẽ được free. Free cái iPhone 10 quá đã, thích lắm. Thế thì vừa click vào một cái, tức là nó bảo tôi là điền vô nào, first name này, last name này, middle name này, địa chỉ này, phone này, email này, tất cả những chuyện dâng cúng cho nó hết. Đến khi mà nó nói tôi chứ, cái này á chỉ là cho không thôi, nhưng mà phải trả tiền cái shipping. Cho nên
nó ngoắt tôi, nó moi tôi ra, phải cho nó biết cái số credit card. À, khi mà tao nghe có cái đưa nó cái credit card thì thôi rồi, xong rồi đó. Em run rồi, thôi get out. Nhưng mà get out thì sao? Có phải get out là mình không, là mình ok không? Tất cả information từ ông cha, bà nội, bà ngoại là dơ hết cho nó rồi. Có bao giờ mà free không? Quý ông bà và anh chị em tôi nói cho tôi nó có gì mà free không không? Cho tôi để tôi đi theo với. Chứ mà tôi thấy cái điều này, cái free của họ đó là cái base, cái là cái mồi để mà thúc đẩy cái lòng, cái lòng tham của mình. À, chứ đời nào có gì free không? Quý ông bà và anh chị em tôi thấy chỉ có một cái free là lòng cha mẹ thương yêu con cái. Tôi nghĩ đó là free thôi. Và lòng Chúa yêu chúng ta càng lại tuyệt đối free nữa. Chứ còn thế gian không có gì free hết. Nhưng mà quý ông bà và anh chị biết, trong cái thời gian vừa qua, nhất là trong cái thời gian bầu cử vừa qua, chúng ta thấy đó, người ta lợi dụng những cái ham muốn, cái thích của mình để rồi hứa hẹn cho free cái này, cho free cái kia, rồi được giảm cái này, được giảm cái nọ. Nhưng mà tất cả cái đó đều là giả dối. Đến cái độ mà cái chuyện mà người ta ngụy biện, người ta dùng cái từ gì đấy, nó gọi là disguise, là cái gì nhỉ, là ngụy ngụy gì, ngụy trang, ngụy trang bằng cái lời là về nhân quyền này, human rights, rồi ngụy trang bằng cách là tự do ngôn luận này, tự do cái này, tự do cái kia, rồi để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ thế này thế nọ, rồi tôn trọng bình quyền nam nữ. Cho nên một đứa trẻ 8 tuổi mà cứ nói là nếu mà nó feeling, nó feeling, nó là con trai nhé, nó feeling nó là con gái thì để nó là con gái đi. Gì mà lạ vậy? Cái tự do gì mà lạ kỳ vậy? Nó rồi những mạng sống của trẻ em, người ta có thể cho tất cả những người ta hưởng được, những nước ngoài cũng được hưởng cái tiền mà nhà nước cho về vấn đề support cho vấn đề về COVID đó. Nhưng mà chẳng ai nói về vấn đề mà bảo vệ các trẻ em hay là những các thai nhi hết. Không có một khoản tiền nào cho. Người ta cho khoản tiền để mà phá thai thì có, nhưng mà cho cái khoản tiền để mà bảo vệ các thai nhi, không có. Đến nỗi mà hội đồng giám mục Mỹ nhá, trong 2 ngày vừa qua, theo tôi được biết là Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles mình đã lên tiếng cái điều đó. Ngài ca tụng cái chuyện mà chính phủ giúp cho toàn thể mọi người được hưởng cái vì cái ảnh hưởng bởi COVID đó, mà mọi người đều được hưởng cái lợi của cho người đóng thuế. Nhưng mà không ai có một cái điều gì lên tiếng để bảo vệ các trẻ em, nhất là những cái thai nhi mà nó không được ai bảo vệ. Chính các trẻ em mới là những người không được bảo vệ. Tôi nhiều khi tôi cũng bất mãn với mấy ông cha trong dòng của tôi lắm. Nhiều khi nó thấy mình ăn trứng gà lộn của chị Nghĩa cho đó, nó rùng mình, nó ghê đó. Nó làm cho mình là cái đồ cái thứ trên ở đâu trên rừng mới xuống á, ăn còn rồi mà không khéo mình mà giết mấy cái con mà con rùa hay là trứng rùa hay là trứng vịt đó là ở tù đấy. Nhưng mà nó giết người, nó giết các trẻ em trong bào thai cho đến 9 tháng tuổi không sao cả. Mà nói với mấy ông ấy, tại sao mấy ông giả hình như vậy, nó phẩy tay thế này, nó kêu nói làm gì. Mấy ông cha đấy nói ra thì buồn, nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay giữa bóng tối và ánh sáng á, khó mà phân biệt lắm. Mà chính trong Tin Mừng hôm nay Chúa nói
con người ta lại thích bóng tối, ghét ánh sáng. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, dẫu biết rằng Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài tha thứ hết cho chúng ta, nhưng mà Ngài muốn chúng ta hãy trở về với Chúa, hãy trở về những cái gì mà nền tảng của khi mà đất nước này được xây dựng lên, được các cha ông tới đây dựng lên, bên trên có cái niềm tin Kitô giáo và in God we trust, phải bây giờ không còn in God we trust. Tôi không biết đất nước này ngày mai sẽ đi ở đâu, chúng ta đem lời cầu nguyện, chứ còn tôi thấy rất là cũng tham thức khi mà đất nước hùng mạnh làm cái kim chỉ nam cho những quốc gia khác, nhưng mà ngày hôm nay không còn, theo tôi thì nó không còn đó. Mặc dù tôi đang sống đất nước này nhưng mà tôi cũng buồn. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, để tóm kết lại trong cái buổi chay này, Chúa gọi chúng ta hãy trở về với Chúa là lòng thương xót, nhưng mà chúng ta cũng phải biết xót thương nhau, cũng phải biết ăn năn hối lỗi những lỗi lầm của mình, những cái con đường cũ mình đã qua đi, đã làm những điều sai lỗi, thì xin cho chúng ta biết trở về với lòng thương xót của Chúa, để rồi xin Chúa tha thứ, để cho chúng ta trong cái mùa chay thánh này chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa phục sinh. Chúa đã chết, Chúa đã đến chết và cứu chuộc chúng ta, thì xin cho chúng ta cũng được chết đi con người cũ của mình, con người thích bóng tối, để rồi chúng ta hãy bước ra ánh sáng của Chúa Kitô trong ngày phục sinh, để chúng ta cũng được cứu và ăn thua là tùy chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta không biết đáp lại tình yêu của Chúa, đáp lại tình yêu với nhau, thì chúng ta sẽ có ngày chúng ta cũng phải đi vào diệt vọng. Thì mong rằng chúng ta sống trong cái mùa chay này chúng ta khác mùa chay năm ngoái, chứ còn mùa năm nào như năm nào đấy, mùa năm em xưa thì nó em này cũng vậy, rồi năm mùa chay năm này nó qua, nó không có gì thay đổi. Thì mong rằng tương lai chị em chúng ta thay đổi một chút, biết đâu Chúa xót thương. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, Ngôi Cha nhân từ nên trời đất muôn loài, mà ngôi chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai con một của người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa là Cha đất nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và thương ban muôn ơn lành cùng một niềm tin kiên vững, để chúng con luôn can đảm dõi theo ánh sáng và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kinh tin sùng mô, giúp chúng con dâng thánh lễ lạy cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở
cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự sống, chứ trong sạch các tâm hồn, để khi lòng chi được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cái trong qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng... Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất này bình hoàng Chúa, hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên cả âm trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa những của lễ này để trở lên cho chúng con mình. Và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoàn chuyển Chúa chỉ hữu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được thông phần mình và mau đứng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Alberto chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Ca Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, bởi người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 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 Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được hợp nhất và bình an theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy cúi đầu để chúc bình an cho nhau. Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đáp: Mình Thánh Chúa Kitô. Amen. Amen.
thầm ra Chúa Kitô thần bao chẳng lệ dường nào. Thầm ra Chúa Kitô mang ánh sáng cho toàn dân. Thầm ra ngất cao tình yêu lớn lao Ngài đã hiện chào. Đôi can về còn loan Chúa Kitô nguồn vinh phúc cho muôn người. Thầm ra Chúa Kitô chiến thắng tự thân quỷ ma. Thầm ra Chúa ta thần bao thâm sâu tình yêu nở hoa. Lạy Chúa Mô-xê treo rắn ở nơi hoang địa thì con Thiên Chúa cũng sẽ phải treo như vậy. Để ai theo Chúa tin Chúa săn son ngày đêm, chẳng ai bị hủy diệt nhưng sống muôn năm muôn đời. Thầm ra Chúa Kitô thần bao chẳng lệ dường nào. Thầm ra Chúa Kitô mang ánh sáng cho toàn dân. Thập giá ngất cao tình yêu lớn lao Ngài đã hiến trao. Đôi can về còn loang mau. Thập giá Chúa Kitô nguồn vinh phúc cho muôn người. Thập giá Chúa Kitô chiến thắng tự thân quỷ ma. Thập giá Chúa ta thật bao thâm sâu tình yêu nở hoa. Lạy Chúa tình yêu. Nhìn lên thập giá, con quá vô tâm hững hờ. Vì yêu thương con, Chúa chết đau thương não nề. Từ nay con quyết yêu Chúa hết tâm hồn con. Nguyện xin tha thứ tội, con sống trong ân tình Ngài. Thập giá Chúa Kitô thần bao chẳng lệ dường nào. Thập giá Chúa Kitô ngất cao tình yêu lớn lao Ngài đã hiện chào. Đôi can về còn loang mang. Thầm ra Chúa Kitô muôn vinh phúc cho muôn người. Thầm ra Chúa Kitô chiến thắng tự thân quỷ ma. Chúa ta thần bao thâm sâu tình yêu nở hoa. Lạy Chúa tình yêu. Quỳ bên thâm giá, con không cho tội lỗi mình. Từ trên thành giá, đôi mắt yêu thương nhân từ. Ngài như muốn nói, con hỡi mau quay về đây. Hưởng ơn thiên cứu độ, con bước đi trong an bình.
ra Chúa Kitô thật bao trang lễ dường nào. Thập ra Chúa Kitô mang ánh sáng cho toàn dân. Thập ra ngất cao tình yêu lớn lao Ngài đã hiến trao. Đổi can về còn loang mang. Thập ra Chúa Kitô nguồn vinh phúc cho muôn người. Thập ra Chúa Kitô chiến thắng tư thân quỷ ma. Thập ra Chúa ta thật bao thâm sâu tình yêu nở hoa. Lạy Chúa tình yêu. Người ơi mau đến vang hát câu ca chúc tụng. Ngợi khen Thiên Chúa xưa quá yêu thương nhân loại. Dùng cây thanh xa Ngài đã cứu chuộc trần gian. Nào ai suy thấu cùng tình Chúa yêu thương nhiệm màu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rồng ban ân súng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin thay mặt cho cộng đoàn cảm ơn Cha Long đã đến giải tội cho chúng con và đã chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Con cũng xin thông báo quý ông bà và anh chị em, sau thánh lễ nếu quý ông bà anh chị em là chúng ta chưa có xưng tội thì con với Cha Long cũng sẽ ở lại thêm một thời gian ngắn. Vì tuần tới lúc 6 giờ 45 chúng ta cũng sẽ có giải tội. Chính vì vậy nên tuần tới nếu quý ông bà anh chị em nào chúng ta có thể đợi tuần tới thì tuần tới sẽ có Cha Hiền, Ngài sẽ tới Ngài giải tội cho chúng ta cũng lúc 6 giờ 45 cho tới khi thánh lễ, và sau thánh lễ chúng ta lại có giải tội tiếp. Đó là những thông báo con xin thông báo quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em nào chúng ta coi tham dự qua trực tuyến mà chúng ta chưa có xưng tội thì tuần tới chúng ta cũng thể cố gắng chúng ta đi. Chúng ta sẽ có xưng tội lúc 6 giờ 45 và sau thánh lễ chúng ta cũng sẽ có giải tội. Một lần nữa con xin cảm ơn Cha Long. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ cha, ban cho cha được dồi dào sức khỏe để cha tiếp tục phục vụ dân Chúa. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Hãy quay về thật lòng ăn năn.